8 sao Hoa ngữ không bao giờ sợ bị cấm cửa, Uông Minh Thuyền mãi là đại tỷ TVB, Châu Tinh Chỉ không đóng phim vẫn là vua hài. Apple à, cẩn thận nha. Tôi phát hiện ở đây có nhiều người đề hàng lắm, tụi nó muốn giùm lén cô đó. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Người ta vẫn hay nói, làng giải trí Hoa ngữ luôn biến động bất ngờ, có không ít người nổi đình đám, đứng trên đỉnh danh vọng lại vì một lý do mà xuống dốc chỉ trong một đêm. Dù vậy, Cbiz vẫn có không ít ngôi sao đứng ở đỉnh cao danh vọng suốt hàng chục năm, chẳng bao giờ sợ bị cấm cửa. Ví dụ Uông Minh Thuyên vĩnh viễn là đại tỷ của TVB, Châu Tinh Chỉ không đóng phim vẫn là vua hài. Ngoài họ còn có không ít ngôi sao vững ngôi vị đỉnh lưu đấy. Tứ đại thiên vương. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh và Quách Phú Thành là bốn cái tên thống trị làng giải trí Hoa ngữ. Bốn chàng tài tử này vừa có ngoại hình, lại sở hữu tài năng vượt trội trong lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh. So với tứ đại thiên vương ngày ấy thì dàn tứ đại lưu lượng bây giờ chỉ có thể xách dép cho đàn anh. Dù đã 20 năm trôi qua, Hoa ngữ xuất hiện thêm hàng trăm nam tài tử mới, nhưng chẳng ai thay thế được địa vị của dàn tứ đại thiên vương ngày ấy, thậm chí khán giả còn chẳng buồn bình chọn người mới vì không tìm thấy người xứng đáng. Hán ngữ thiên hậu, Vương Phi. Tính đến hiện tại, Vương Phi đã gia nhập làng giải trí được 40 năm. Dựa vào giọng ca trời phú cùng phong cách hát riêng biệt, Vương Phi đã vươn lên hàng thiên hậu làng nhạc, thậm chí còn được truyền thông ca tụng là thiên hậu Hán ngữ. Ngay cả khi làng giải trí xuất hiện thêm nhiều thiên hậu mới, bản thân Vương Phi cũng giải nghệ một thời gian dài, địa vị của cô vẫn ở đỉnh làng nhạc chẳng ai thay thế được. Vua Kung Fu, Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long chính là huyền thoại của làng điện ảnh Hoa ngữ, ông là người khai sáng cho dòng phim võ thuật, cũng là người sáng lập môn võ tịch quyền đạo. Dù số lượng phim mà Lý Tiểu Long tham gia không nhiều, nhưng tất cả đều được xếp vào hàng kinh điển, phá vỡ nhiều kỷ lục làng phim. Trong các bảng xếp hạng võ thuật, Lý Tiểu Long luôn vững ngôi đầu bảng, dù là Lý Liên Kiệt hay Thành Long vẫn chẳng thể nào thay thế được địa vị của ông trong lòng công chúng. Đó là lý do Lý Tiểu Long ra đi nửa thế kỷ, ông vẫn là cái tên truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ khán giả. Đại tỷ TVB, Uông Minh Thuyên. Uông Minh Thuyên gia nhập làng giải trí năm 1967. Tính đến nay, bà đã tung hoành trong làng nghệ thuật hơn 55 năm, chứng kiến sự hưng thịnh và suy thoái của Hồng Kông lẫn TVB. Bà là ngôi sao trong rất nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc, ghi khúc lẫn dẫn chương trình, cũng gặt hái vô số giải thưởng lớn. Bản thân Uông Minh Thuyên luôn được truyền thông và các nghệ sĩ chung công ty công nhận là đại tỷ TVB. Suốt hàng chục năm qua, bà vẫn luôn được xếp ở vị trí trung tâm của nhà đài, chưa bao giờ thay đổi chỗ đứng. Vua hài, Châu Tinh Chỉ. Châu Tinh Chỉ được coi là một trong những cái tên đại diện cho làng điện ảnh Hồng Kông lẫn Hoa ngữ, được người ta công nhận là vua hài. Từ khi bắt đầu nghiệp hài đến nay, ông đã cống hiến cho khán giả hơn 50 bộ phim hài và quá nửa trong đó được xếp vào hàng kinh điển. Với lối chọc cười khoa trương nhưng lại tự nhiên, Châu Tinh Chỉ đã sáng tạo ra phong cách làm phim của riêng mình, chinh phục hàng triệu khán giả. Đó là lý do người ta đã hứa hẹn với nam tài tử, chỉ cần là phim của Châu Tinh Chỉ, chẳng cần biết hay dở tôi vẫn sẽ mua vé ủng hộ.